Thưa quý vị, mới đây dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng xót xa thông tin về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khiến một bé trai mới 40 ngày tuổi tử vong thương tâm. Đang nói, nguyên nhân ban đầu dẫn đến đám cháy là do chính tay người bố đã phóng hỏa. Theo báo cáo mới nhất của công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1 tháng 7, tại phòng ngủ của hộ gia đình bà BTT, sinh năm 1978 ở xóm Mọi mới, xã Tuần Đạo, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình bị cháy khiến bốn người trong đó có một bé trai 40 ngày tuổi thương vong. Thời điểm cháy trong phòng ngủ gồm có anh BVN sinh năm 2000, con trai của bà T, BTTV sinh năm 2007, vợ của N, BGH sinh năm 2023, con trai của N. Hậu quả cháu BGH bị bỏng nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, bà BTT, anh BVN và BTTV bị bỏng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua xác minh, khám nghiệm, đánh giá sơ bộ ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy là do mâu thuẫn bột phát với vợ là BTTV nên BVN đã dùng xăng loại can xăng 5 lít đổ ra phòng ngủ và châm lửa đốt dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hiện công an huyện Lạc Sơn đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng theo lãnh đạo xã Tuần Đạo, người mẹ bị bỏng 70%, anh N bị bỏng 60%, vợ bị bỏng 50%. Vợ chồng anh N và chị TV cũng chưa làm đăng ký kết hôn mà chỉ làm vài mâm cơm để mời họ hàng rồi sống chung với nhau. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, nhiều người sẽ không tự kiểm soát được hành vi mà gây ra chuyện táng tận lương tâm. Sự việc đau lòng nhưng là lời cảnh tình cho những người làm cha làm mẹ, đừng vì những mâu thuẫn của người lớn mà con trẻ lại là người hứng chịu hậu quả và cuối cùng chỉ còn là những hối hận muộn màng.